xấu, là giống như là cái gì đó giúp em trưởng thành luôn á. Nên là em rất là quý trọng và biết ơn nha, tại vì nhờ có mọi người mà em học được nhiều thứ lắm. Cũng như là mọi người đều biết là trước khi em vào dự án là em rất nhát đúng không? Anh thấy bây giờ em thực sự là đã hòa hợp rất là nhiều và hòa tan luôn. À, dù cho không có tiến tới một mối quan hệ, ví dụ như ông không có thích tôi thì ông vẫn ở đây và làm bạn với tôi. Đó, thì ý là tôi muốn nói với ông là tại vì không có thích tôi không? Thực ra là do mình thích bạn lâu rồi. Đúng không? Mình dừng lại đi chứ không hiểu sao mà tôi có thể thích một người như bạn luôn. Đó là mình thấy không được rồi nè. Đây là 6, máu hay là máu, biến hình. Chào tất cả mọi người. Và đây, ngày hôm nay vẫn sẽ là chương trình Radio B336. Thì đây là một chương trình để dành tặng cho tất cả các bạn fan có những tâm tư và nỗi niềm mà khó chia sẻ thì có thể lên đây ngồi cùng mình và các thành viên của B36 để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Ngày hôm nay thì có mình là Mon Hoàng Anh. Xin chào mọi người. Mình là Hana. Mình là Kitakita. Hôm nay mọi người thấy mình diện một cái simi rất là độc đáo. Thực ra là nó là cái mền đó mọi người. Kiểu mình làm vậy nhìn cho nó mang cái style pháp sư xíu, để hôm nay mình tới đây để mình đưa những cái phép màu đến cho mọi người á. Wow. Giống như là chị chùm cái bao bố lên người chứ pháp sư. Em có gì khác không? Hình như mập hơn. Không. Hình như vậy á. Đừng nói về cân nặng hay nói về những cái bề ngoài ấy, bề ngoài ấy. Hôm nay người không ta thích mì trang à? Chú Cam dễ thương mà lại chả ai nói gì cả. Đúng không? Ôi là trời. Cái này được tặng trong ngày sinh nhật. Dễ thương á. Cảm ơn mọi người. Và đến với confession đầu tiên, chúng ta có câu chuyện về nhóm siêu nhân Gao. Cho em gửi lời chào đến nhóm B336 ạ. Lời nói đầu tiên, em xin cảm ơn nhóm rất nhiều vì đã có chương trình này để cho em và các fan của nhóm. Em rất đam mê xem Radio B336 vì chương trình này đã cho em và các fan của nhóm có thể chia sẻ những câu chuyện thầm kín to nhỏ mà chưa thể nói với bất kỳ ai. Câu chuyện của em mang tên Tình bạn của nhóm anh em siêu nhân Gao. Nhóm của em gồm 6 thành viên: Thư Muội, Như Huỳnh, Uyên Lê, Minh Tiến, Đào Tuấn. Tình bạn của bọn em bắt đầu khi đứa nào cũng có sở thích và đam mê về võ thuật, nên bọn em đã tham gia vào câu lạc bộ Võ Việt Nam của thành phố. Rồi thời gian qua dần cho đến năm thứ 2, bọn em được chọn vào đội tuyển của câu lạc bộ. Từ đây bọn em học chung với nhau nhiều hơn rồi dần thành lập nhóm anh em siêu nhân Gao. Vì lý do mà nhóm còn có một nguyên nhân khác, đó là do trong lớp em có một bạn không thích bọn em và thường hay sân si, nên bọn em quyết định lập hội để bảo vệ nhau khỏi bạn xấu. Rồi từ đó đến nay bọn em luôn là những người đồng đội, những người anh em. Em còn nhớ vào một lần mà đang tập bài để đi thi, tỉnh thì em không tập trung, rồi em bị cô phạt. Lần đó cô cũng tính cho em nghỉ ở nhà rồi, nhưng nhờ đồng đội, anh em của em xin giúp nên cô em cho em tập tiếp. Tuy không được đi thi do dịch Covid-19, nhưng qua điều mà mọi người làm cho em mới biết một điều là khi hoạn nạn mới biết chân tình ở đâu. Từ đó đến giờ em vẫn chưa cảm ơn đến những người đồng đội của em. Hôm nay em xin mượn chương trình để nói lời cảm ơn đến mọi người đã giúp đỡ em. Mọi người ơi, tôi yêu mọi người nhiều. Mọi người có nghe những lời này nhớ inbox cho tôi nha. Yo. Trước khi mà mình chia sẻ về cái confession này á, thì chắc cho chị cởi cái áo khoác của chị ra, cái mền của chị ra cho nó nhớ mọi người. Okay. Ok, bây giờ mình vô câu chuyện của bạn nè. Lúc mà chị học cấp 3 á, là chị cũng có chơi chung với một đám bạn. Mấy bạn đó thì thường giúp chị trong việc học tập này nọ. Tại vì lúc mà chị học cấp 2, cấp 3 thì mình hay có mấy cái show diễn. Thành ra là có những ngày mình nghỉ học á, mình không có theo bài thì mấy bạn sẽ chỉ bài cho chị. Đó thì chị cũng muốn thông qua chương trình này, chị cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn đó. Thực ra là chị cũng đã cảm ơn đến các bạn rồi, nhưng mà chị muốn nêu lên đây nữa để tỏ lòng biết ơn của mình đối với các bạn. Thực sự là trong môi trường mà học tập á, em nghĩ là có một nhóm bạn thân hoặc là có một người bạn thân á, tìm được một người rất là khó, mà đã tìm được rồi thì rất là tuyệt vời luôn á. Và tuy chỉ là môi trường để học tập thôi, nhưng mà nó cũng có những cái bất lợi, và nó cũng có những cái rất là kiểu khiến cho mình đau đầu ấy. Yeah. Nên là có người bên cạnh hỗ trợ để tâm sự ấy, thì em rất là biết ơn khi mà có những người bạn kiểu, thậm chí là em mới vào là lớp 10 á, thì em không có quen ai trong lớp hết, nhưng mà đã có những người kiểu bắt chuyện với em và kiểu làm quen với em và giúp em á, và chơi một cách thật lòng luôn á, thì em rất là kiểu rất là tôn trọng và cũng như là rất biết ơn những người bạn trân quý, đúng không? Ừ.
nếu mà để mà kiểu một nhóm bạn chơi thì là năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 thì trong 3 cái năm đấy là em chuyển trường, thì em chuyển sang một cái ngôi trường thì bắt đầu là em chơi với cái hội đấy và đi cùng với nhau. Xong rồi đến lúc mà ra trường thì bắt đầu là vẫn còn liên lạc với nhau cho đến giờ này, hôm qua mới nói chuyện với tụi nó xong. Vì ở lớp em rất là ít đứa, lớp em có khoảng 11, 12, 13 đứa. Kiểu như là ít người nên là cũng dễ kiểu thân rồi là giúp đỡ nhau. Xong rồi kiểu như là cũng lâu lâu cũng có nghịch mấy cái trò, như kiểu là cái hôm mà đợt mà quay cái radio B36 mà em kể cái chuyện mà bọn em trốn học xong rồi là đi đá banh rồi là ngày nghỉ ấy, là bọn này đấy. Nói chung là cũng may mắn là tụi mình đều có những cái người bạn tốt á. Yeah. Tụi mình có những người bạn chung chơi với nhau cũng hơn 4 năm rồi còn gì. Ê, ghê trời. Không đúng nha. Em thấy là kỷ niệm của nhóm mình còn nhiều hơn là với mấy đứa bạn em nữa. Lâu lắm á, giờ em nhìn lại em thấy kiểu trời đó khoảng thời gian dài luôn á. Ờ, tại cũng đợt lâu rồi em cũng không có kiểu lên Facebook ấy. Xong rồi tự nhiên em vào Facebook của Việt Thi, sau đó là em lục lại mấy cái clip về mấy cái hình ngày xưa mà nhóm mình mới gặp nhau. Thấy thương kinh khủng. Rồi đấy còn chị em còn ngoan ngoãn. Bây giờ thì hình như là nghe kia ra đọc mới nhớ, có một điểm chung giữa hai chúng ta, hai nhóm chúng ta. Còn đấy có 6 người và đều cũng vượt qua hoạn nạn cùng với nhau. Trong cái confession của bạn thì như bạn có ghi là một bạn bị phát sân si đúng không? Ừ, đúng rồi. Ờ, đấy, cho nên là bắt đầu mới tạo thành một group 5 anh em siêu nhân, 6 anh em siêu nhân. Wow, không biết nhóm mình có ai bị sân si không ta? Sao Anna cười, Anna kêu một Anna cười. Không, ý là có thể là không có một cá nhân nào mà kiểu bị sân si hay là bị như thế nào mà tụi mình tập hợp lại với nhau. À, vì tụi mình có chung đam mê cũng giống như là các bạn này vậy á, có chung sở thích cho nên là có thể dễ dàng trao đổi và nói chuyện. Trong cái hành trình 4 năm mà đi trên con đường nghệ thuật của tụi mình ấy, thì chỉ cần, mặc dù là hay chí chóe nhau nha, nhưng mà chỉ cần một đứa bị gì đó thôi hoặc là nguyên cả nhóm đều bị đi là sống chết là phải kiểu chiến đấu tới cùng, chứ không có thực để cho. Trời ơi, thiệt mà em thấy được luôn á. Nhưng có một vụ mà đúng không, nguyên cả nhóm bị luôn, xong bắt đầu là cả nhóm cũng nói chuyện với nhau rồi cũng bảo vệ, cũng này nọ với nhau đúng không? Nhưng cái lúc đấy mình cảm thấy yêu nhóm nhiều hơn thật sự. Cái lúc mà em mới vào nhóm là em năm lớp 6, đến bây giờ là em năm lớp 11 rồi. Là B6 là giống như là một cái gì đó giúp em trưởng thành luôn á. Nên là em rất là quý trọng và biết ơn nha, tại vì nhờ có mọi người mà em học được nhiều thứ lắm. Kể về một cá nhân, anh nghĩ là Phụng sẽ là một cái kỷ niệm, cũng như là mọi người đều biết là trước khi em vào dự án là em rất nhát đúng không? Em rất là kiểu ai cũng nghĩ là kiểu mọi người sẽ không hợp với em ấy, xong rồi em cũng tự mình rồi là kiểu cách xa với cả nhóm. Thì những cái lúc đấy, sau đó là trong cái chặng đường 4 năm nhìn lại thì anh thấy được bây giờ em thực sự là đã hòa hợp rất là nhiều và hòa tan luôn với tất cả mọi người luôn. Thực sự nó là một cái sự thay đổi tích cực ấy, chứ nó không phải là một cái sự thay đổi tiêu cực nha. Anh hay là Hana hay là anh Winner hay là chị Thi hay là Kenji cũng sẽ cảm thấy rất là vui và hạnh phúc về điều đấy. Hoặc là những người đã từng ở trong B36 như là anh Rio hay là chị Gina hay là kể cả Kelly cũng cảm thấy vui, may mắn là tại vì là em đã thay đổi khi mà vào trong nhóm. Cảm thấy là mọi người đã giúp được một cái điều gì đấy cho em. Yeah. Miễn sao thì chúng ta cùng đi với nhau thật là lâu. Tại vì về tính chất công việc của mình thì chị nghĩ là nó như vậy rồi á. Mà những lần mà nhóm mình gặp những cái trường hợp mà không vui, hoặc là những cái ví dụ những cá nhân, hoặc là đôi khi cũng là một nhóm mình luôn, nguyên nhóm mình nhận được những cái câu nói hoặc là những cái lời bình luận không tốt, không vui, thì mọi người đều luôn giúp đỡ nhau, luôn kiểu tâm sự và bảo vệ nhau á. Thì cái đó là điều mà chị cảm thấy rất là vui và rất là quý trọng, cũng như là xúc động yêu thương mọi người. Thông qua được cái câu chuyện của bạn và kết nối được với nhóm của tụi mình và cũng có một cái điểm nó tương đồng thì mình cảm thấy rất là vui. Mình ngày hôm nay câu chuyện của bạn đã làm cho ba tụi mình nhìn lại về chặng đường của nhóm và cũng như là cái tình yêu thương của nhóm dành cho nhau. Thông qua đây xin chúc cho 6 anh em siêu nhân của bạn sẽ luôn luôn là đi thật xa, thật lâu và thật bền. Ok, thì kết thúc cái confession đầu tiên thì bạn ý có một thử thách dành cho chúng ta. Đó chính là chúng ta sẽ phải biến hình giống như là cái tên gọi siêu nhân Gao, nhưng mà biến hình theo phong cách của B36. Em đã có ID trong đầu rồi. Bây giờ em nghĩ là chúng ta sẽ cùng làm xem có đồng nhất không nhá. Hai, vợ B36, máu ơi là máu, biến hình.
B36 máu hay là máu? Biến hình. Yeah. B36 máu hay là máu? Biến hình. Wow, chúng ta đã biến hình thành công rồi. Để em là confession thứ hai cho. Tại nãy giờ em là người nhiều chuyện nhất. Ok, confession thứ hai này có tên là bức thư từ cô gái Nha Trang gửi đến anh. Anh nào chưa biết anh nào mà. Đọc cho biết. Chào các anh chị BA36, chàng trai 2K3 được mọi người biết đến với nickname là cậu bé Doraemon tóc xù. Em đã làm Pix cũng như Michael được hơn 3 năm từ khi em vô tình xem được chương trình dự án đào tạo nghệ sĩ toàn năng B336. Anh Mo là một chàng trai nhây, lầy, dễ thương, năng động và đặc biệt là một chàng trai vô cùng ấm áp. Tuy em chỉ theo dõi anh và nhóm qua các trang mạng xã hội, nhưng được nhìn thấy anh hồn nhiên, năng động là nụ cười trên môi. Nhìn thấy anh tỏa sáng trên sân khấu là em đã hạnh phúc lắm rồi. Anh luôn là động lực để em vượt qua những lúc buồn. Đối với em, giữa fan và idol vốn dĩ chẳng nợ nhau gì cả. Chỉ là mình trao cho những sự điên cuồng thời trẻ, sự tin tưởng và lòng nhiệt huyết và tuổi thanh xuân. Ngược lại, họ dành cho mình thứ sức mạnh vô hình băng qua hàng hàng cây số để mình có thể thêm động lực. Sự dịu dàng của họ có thể xoa dịu, ủi an trái tim luôn đầy những vết chai sạn. Vậy nên, không cần biết sự trao đổi này có thể kéo dài được bao lâu. Chỉ cần ngay lúc này, chúng ta có thể vỗ về nhau vượt qua những tháng năm đầy khó khăn là được. Em gửi thư này tới cho anh Mon vì em có tình cảm đặc biệt hơn anh ấy một chút. Nhưng thật lòng em cũng rất yêu quý các anh chị B36 rất nhiều. Cuối cùng, em xin chúc nhóm có thật nhiều sức khỏe để cùng nhau vượt qua khỏi đại dịch. Và mong sắp tới sẽ có thật nhiều sản phẩm âm nhạc thật là hay nhá. Mong rằng bức thư này sẽ được anh thấy và em thử thách anh Mon sẽ hát tặng riêng cho em một ca khúc mà anh yêu thích. Hẹn được gặp anh và nhóm ngoài đời vào một ngày không xa. Mãi yêu. Wow. Trước hết, hãy để cho người nhiều chuyện này được nói một lời thôi, được không ạ? Được ạ. Đó là anh cảm thấy rất là xúc động khi mà đọc cái bức tâm thư này của em. Và cho anh gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến với em vì đã theo dõi những cái cuộc hành trình từ lúc mà mới bước vào showbiz của cả nhóm cũng như là của riêng anh. Và không những thế, cho đến tận bây giờ thì em vẫn trong lòng em vẫn đang có một cái tình cảm đặc biệt dành cho anh cũng như là cho nhóm như vậy. Thì em cảm thấy rất là hạnh phúc. Và một lời cảm ơn chân thành đến với em và cảm ơn em vì đã gửi cái bức thư đến cho anh. Yeah. Anh nghĩ là bạn này rất là giỏi buôn văn. Wow, yeah, yeah. Miêu tả rất là hay và kiểu nói lên hết những cái gọi là cảm xúc của bạn đó. Em rất là thích cái câu mà bạn đó nói như kiểu là nói chung là về một tụi mình á, là giống như với bạn đó đều có điểm chung là đều có nhiệt huyết của tụi trẻ và sẽ cháy cùng nhau á, kiểu yeah. Nó cái gì nó nổi loạn á. Xem tự nhiên em cảm được cái sự mà kiểu cái thanh xuân đó mà em rất là thích. Không phải ai cũng thích một cái người nào đó hoặc là thần tượng như thế nào mà cũng có thể viết ra được những cái lời mà chân thành như vậy đâu. Và đã được thần tượng của bạn đó đọc nữa chứ thì trời ơi, chắc bạn đó đang rất là hạnh phúc luôn á. Yeah, wow, cảm ơn kia rất là nhiều luôn ấy. Có mấy bạn fans á, ở xa không có phải ở Sài Gòn á, mấy bạn fans ở Sài Gòn thì nếu gặp tụi mình là cũng có thể dễ hơn những bạn ở những cái tỉnh khác á. Có rất là nhiều bạn nhắn tin vào những cái trang mạng xã hội của chị, nói là chị ơi em ở tỉnh này tỉnh kia nè, em muốn gặp chị, em muốn gặp nhóm nhưng mà không gặp được, em muốn lên Sài Gòn gặp nhóm quá, không biết khi nào nhóm mới tới tỉnh em để em được gặp mọi người này nọ đó. Đọc những cái tin đó mình thấy ước gì mà mình có thể đi hết những cái nơi đó để mình có thể gặp mấy bạn á. Tại vì cảm giác mà đi diễn ở những cái tỉnh ở Việt Nam á mọi người, xong mà gặp fans của mình á, kiểu nó vui lắm. Ý là kiểu nó, mình cũng không biết diễn tả sao nữa mà kiểu giống như là chị em bạn gì lâu rồi không gặp nhau gì á, kiểu như thì cái ước mơ đó là em đã ước từ lâu rồi. Tại vì sao em chọn con đường nghệ thuật? Có hai điều mà em muốn làm khi mà em trở thành một nghệ sĩ ấy. Đó là cái thứ nhất là có thể được gặp tất cả những người yêu mến mình. Cái thứ hai đó là cái điều này thì em vẫn đang làm, em sẽ cố gắng làm tiếp tục để nó trở thành hiện thực. Tại vì em rất là muốn được đứng trên sân khấu mà khán giả ở dưới thuộc lòng hết tất cả các bài hát mà do chính mình sáng tác ấy. Kiểu cái cảm giác nó hay lắm. Em tự ở nhà mơ là mình mở một concert ở trong đầu ấy.
Sau đó là em đưa hết mic xuống dưới để cho mọi người hát nguyên một cái ca khúc mà em viết. Sau đó thì lúc đấy cảm thấy lòng mình bồi hồi mà có khi em sẽ khóc nếu mà có một cái concert thực sự ở ngoài đời. Chị nghĩ không riêng gì em đâu, Yeah. mà chắc ai cũng sẽ ước mơ như vậy thôi. Đúng nhá, cái bước đầu khởi đầu của mình ấy nó thật sự là nó hơi chông gai một xíu, nhưng mà đến bây giờ thì mình vẫn có những người mà yêu thương mình thật lòng như những bạn fan của B36 bây giờ ấy. Kiểu mình không nghĩ là đến có một ngày mình lại được những người lạ họ yêu thương mình, họ coi mình là thần tượng đâu. Yeah. Ok, bây giờ Mon thực hiện thử thách của bạn đi. Chắc để em hát ca khúc đi. Và em nghĩ Ừ. ca khúc này mọi người sẽ biết, có gì mọi người hát cùng em đi. Ca khúc em cũng khá thích. Bài Vì Em Giống Mẹ Anh. Ok. Ok. Xin lỗi bạn fan là nếu mà mình có lỡ quên lời thì đừng đừng để ý nhé, đừng để bụng mà hãy để đó thôi nhé, đừng để bụng nhé. Chỉ có những lúc ta hay dần hơn và sợ anh bước đi. Cứ mỗi tôi như thế anh lại phải đi ăn bánh mì. Lại phải cứ ăn bánh mì và ăn cho đến khi nuốt hết cả mức trong lòng. Có những lúc ta hay dần hơn và sợ anh bước đi. Em là hôm nay anh có ngon, anh cứ đi đi. Ừ vậy thì anh cứ đi đi. Giận nhau cũng chẳng được lâu đâu. Anh vào đây bao lâu, yêu nhau bao lần ta cãi nhau. Oh, lo lắm lúc anh không thể biết em đang nghĩ gì đâu. Vậy thì người ơi hãy lắng nghe, anh sẽ thích đấy. Người đừng hỏi tại vì sao anh yêu em, là tại vì em giống mẹ anh. Giống nhau, giống tính cách đôi khi có thật thường. Rồi hay lại cáu giận xong lại dễ thương. Na 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 na. Người đừng hỏi tại vì sao anh yêu em, là tại vì em giống mẹ anh. Đơn giản chỉ thế thôi, nụ cười nào cũng giống nhau. Sau cơn lúc ta giận nhau thì anh vẫn nói anh thương em rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Ok, đó là bài hát mà mình gửi tặng đến cho bạn. Thì chắc là bây giờ sẽ đến confession cuối cùng. Xin mời Hannah. Confession này thì nó tên là Đã Là Gì Của Nhau. Nghe là thấy cái mùi hơi buồn nha. Ok, chị bắt đầu đi. Đối với em, mối quan hệ đau đầu và phức tạp nhất chính là trên tình bạn, dưới tình yêu. Mối quan hệ mà cả hai đều có những cử chỉ vô cùng thân mật như một cặp đôi, nhưng không phải là người yêu của nhau. Nó được gọi là mối quan hệ mập mờ. Vào đầu năm lớp 7, lúc ấy chúng em chỉ đơn giản là biết nhau, không trò chuyện hay giao tiếp với nhau điều gì cả. Một thời gian sau, cậu ấy chủ động nhắn tin với em. Từ đó chúng em cũng bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Chúng em rất hợp nhau vì cả hai đều có cùng khá nhiều sở thích. Em và cậu ấy thân đến mức mấy đứa bạn cùng lớp đã nói đùa rằng chúng em là một đôi. Trước mặt mấy đứa bạn cùng lớp, cả hai cũng đã giữ khoảng cách hơn. Chỉ có những cuộc trò chuyện đơn giản. Ngược lại, ở những nơi riêng tư, chúng em lại tiếp tục thân thiết với nhau và thậm chí còn thân hơn trước. Cùng nhau uống trà sữa, cùng nhau chơi game, đôi khi còn nói những lời yêu nhau. Nhưng sau ngần ấy năm thì chúng em vẫn chỉ ở mức bạn bè. Cả hai đều không dám thừa nhận tình cảm dành cho nhau, hay nói đúng hơn là em không biết được tình cảm chính xác của cậu ấy dành cho em là gì. Em cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Em muốn chính miệng cậu ấy xác nhận mối quan hệ của cả hai nhưng chẳng có can đảm để nói ra. Em cũng không dám nói lời tỏ tình bởi vì em sợ một khi đã thất bại thì tình bạn của cả hai sẽ kết thúc. Chính vì vậy, em đã cất giấu tình cảm của mình và tiếp tục chìm sâu vào mối quan hệ mập mờ ấy. Vẫn là tách biệt đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu. Khác với những cái câu chuyện trước đó tụi mình đã từng bàn về tách biệt trên tình bạn dưới tình yêu á, thì trường hợp của các bạn trong confession này là hai bạn có nói những lời yêu nhau với nhau luôn, nhưng mà bạn con trai lại cứ mập mờ, không có xác định mối quan hệ. Chị, nếu mà chị gặp trường hợp này chắc chị khó chịu dữ lắm á. Chị sẽ nói ra. Chị thấy có những cái trường hợp bạn bè chị như này nè, hai người thích nhau, yêu nhau, nói những lời yêu nhau xong cái từ từ thành người yêu luôn mà không có một cái lời tỏ tình nào cụ thể cả. Nhưng mà ý là những cái người khác người ta nhìn vô người ta vẫn biết và hai người đó vẫn tỏ ra là hai người đó là đang yêu nhau thiệt chứ không phải là tình bạn. Còn cái trường hợp này là chỉ có khi nào ở riêng á thì mới tỏ ra yêu nhau thôi, còn có những người khác thì lại tỏ ra mình là bạn bè. Thì chị ở trong một mối quan hệ như vậy á, kiểu nó giữa giữa và tính chị thì chị không thích như vậy. Chị biết là các bạn nam kia ngại á, nên là chị sẽ nói chuyện riêng với bạn đó luôn. Chị không có để kiểu
nửa nửa như vậy. Hoặc là có những trường hợp kiểu người ta thấy hứng thú với mình nhưng mà chưa có đủ để người ta quyết định chọn mình là người yêu á, và quyết định tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc với mình á. Cho nên thường có những trường hợp người ta sẽ giữ ở mức mập mờ như vậy. Em thì sao ta? Tôi nhìn mon tâm trạng trạng thì chứ bộ. Đó, nãy giờ là em đang thử đặt mình vào xem là nếu mà mình ở trong cái vị trí này mà nghe được cái bức tâm thư này của cái người mà mình hay đùa giỡn ấy, mình hay kiểu chưa xác định mối quan hệ thực sự ấy, thì mình sẽ cảm thấy khá là kiểu sao ta? Kiểu nhiều người người ta nói là bạn chưa có trải qua nên đó là bạn nói thì nghe hay lắm, nhưng mà bạn vô cái trường hợp rồi thì bạn mới biết là nó khó như thế nào á. Nhưng mà tại vì chị thấy là trong cái trường hợp này nè, ý là nếu nó chỉ đơn giản là hai người có những cái cử chỉ rất là quan tâm nhau thì nó cũng đúng là khó xác định, thì khó có kiểu mình sẽ đặt nghi vấn là ủa là thiệt ra người cái bạn đó có thích mình hay không ta, mình không có thể phán được một cái câu nào chắc nịch được. Nhưng vấn đề là hai bạn nó dành cho nhau những cái lời yêu thương rồi, cho nên là chị mới có thể xác định là nếu mà chị là bạn gái là chị sẽ rất là khó chịu vì mình nghe cái lời người ta yêu thương mình nhưng mà người ta lại không có chịu xác nhận cái điều đó, không có chịu coi mình là người yêu hay là không có tiến tới một mối quan hệ với mình, nó chị rất là khó chịu, nên chị nghĩ là chị phải nói ra luôn. Em không có thích một mối quan hệ mập mờ, đặc biệt là cả hai đã, em nghĩ là cả hai đều biết được là có tình cảm với nhau, cả hai có tình cảm thực sự với nhau. Xảy ra hai trường hợp, một là bạn nam đang chỉ là tao thương vì là mày là con gái, mày là bạn thân của tao nên tao thương mày. Còn cái thứ hai là bạn ấy có một cái khuất mắc gì đó ở trong câu chuyện của bạn ấy, bạn ấy cũng muốn nói ra cái lời tỏ tình nhưng mà chắc cũng sẽ có một cái khuất mắc gì giống như bạn nữ, nhưng mà cả hai đều chưa biết cái khuất mắc đó là cái gì. Giải pháp của em nha, cả hai nên thử một lần ngồi lại với nhau để rõ ràng, sau này ấy, lỡ mà cảm xúc của mình có thay đổi khi mình gặp một cái người khác thì mình sẽ không cần phải bận tâm đến cái người mà mình đã từng thích nữa. Nếu mà bạn đọc được, bạn xem được cái clip này ấy, thì bạn cứ nghe thôi, cảm thấy đúng mà có thể bạn làm được thì hãy làm. Tại vì nó sẽ rất là tốt, nếu mà hai người nói chuyện lại với nhau được và xác định được một quan hệ rõ ràng thì sau này sẽ không còn bị ràng buộc với nhau nữa, hoặc là sẽ không có những cái chuyện nó làm cho cái mối quan hệ mập mờ này nó bị đẩy lên cao trào nữa. Nó sẽ không thành cái chuyện nhỏ mà xé to nữa, mà nó sẽ trôi một cách êm đẹp và vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè của hai bạn. Cho nên là em nghĩ là cái tốt nhất thì hai bạn nên nói chuyện với nhau một cách rõ ràng nhất. Thì nãy giờ em nghe hai anh chị nói rất là nhiều, thì em kiểu còn nhỏ dại, em không có biết gì mấy cái này, em không hiểu lắm. Nên là ví dụ nếu mà bây giờ đi, nếu mà thật sự có một cuộc gặp mặt đó, hai anh chị là hai anh chị đó luôn á, thì hai anh chị sẽ nói gì với nhau? Thì hôm nay tôi hẹn ông ra đây á là tại vì cũng hơi khó nói, nhưng mà ý là tôi cảm nhận là thời gian qua ông cũng có dành cho tôi một cái tình cảm đặc biệt. Tôi không biết là ông có thích tôi hay không, nhưng mà tôi cảm giác là cái mối quan hệ của tôi với ông nó đang cứ mập mờ kiểu gì, và tôi cảm thấy rất là khó chịu về điều đó. Tôi cũng muốn nói với ông là tôi rất là thích ông, và tôi không muốn mình sẽ ở trong một cái mối quan hệ mập mờ như vậy nữa. Cho nên là tôi hẹn ông ra đây để tôi hỏi là ông có thích tôi hay không. Thì nếu mình được thì mình sẽ tiến tới một mối quan hệ luôn. Còn không thì mình vẫn là bạn bè. Tại vì tôi cũng sợ khi mà tôi nói cái điều này ra mình sẽ dễ bị mất cái mối quan hệ này. Nhưng mà tại vì tôi quá là khó chịu trong cái sự mập mờ này, nên là tôi nghĩ là tôi cần phải nói với ông. Thì tôi mong là khi mà tôi nói ra ông sẽ hiểu được. Và dù cho không có tiến tới một mối quan hệ, ví dụ như ông không có thích tôi, thì ông vẫn ở đây và làm bạn với tôi. Đó, thì ý là tôi muốn nói với ông vậy. Thì không biết là có thích tôi không? Thực ra rồi, rất bảo lâu rồi. Nhưng mà kiểu, không biết sao mình yêu lắm, biết không? Thích bảo rồi. Nhưng mà đi làm cho mình đi chơi game cái thứ, xong rồi lấy qua không được không á? Mình dừng lại đi, chứ không hiểu sao mà tôi có thể thích một người như bạn luôn á. Mình thấy không được rồi nè. Okay. Tự nhiên đang nghiêm túc. Thôi để nghiêm túc lại nha. Thực ra thì tình cảm mà bà dành cho tôi thì tôi cũng đã hiểu được. Tại vì
thường thì người ta nói con gái nhạy cảm nhưng mà con trai cũng rất là nhạy cảm với một người như tôi nữa, cho nên là những cái gì mà bà làm, những cái hành động, những cái cử chỉ mà chúng ta ở những cái lần mà gặp gỡ riêng với nhau ấy, thì tôi cũng đã hiểu một phần nào đấy, và tôi cũng đã tự cho mình một câu hỏi, tự đặt ra một cái câu hỏi là liệu mình có nên xác định cái mối quan hệ này thực sự rõ ràng để tiếp tục mối quan hệ yêu đương hay không. Tại vì tôi cũng rất là thương bà, chúng ta cũng có rất là nhiều điểm chung, và những cái câu chuyện mà bà kể cho tôi thực sự là tôi cảm thấy rất là xúc động, và tôi cần phải che chở cái người con gái này. Nhưng mà tôi đang vẫn chưa thể nào xác định được là nên che chở với tư cách là bạn bè hay là tư cách là một người bạn trai. Nhưng mà nếu như ngày hôm nay bà đã có đủ dũng khí và cái sự dũng cảm đấy đã toát lên qua những cái lời nói của bà ngày hôm nay, thì tôi nghĩ là chúng ta nên cho nhau một cơ hội. Anna liệu có làm lý của bạn gái của tôi? Oh yeah! Đấy chưa? Nó hay liền, nó có khi là hai người sẽ kiểu có một cái sự kết nối nó sẽ rõ ràng hơn, đúng không? Ok, và em nghĩ là để kết thúc cho một cái confession nó hay như vậy, nó nhiều cái cảm xúc như vậy, em nghĩ là một bài hát nó hợp tâm trạng nhất hiện bây giờ. Em gì? Giờ thì Hannah sẽ gửi tặng bạn trong confession này cái khúc MT, vì bây giờ chắc là bạn cũng cảm thấy MT lắm. Yeah. Okay. I don't wanna go back to this empty house, so I go to the bar, hope that I could feel better with a drink, but deep down I know that I am lying to myself, 'cause I didn't see another better way. What if I go? What if I drink until I forget? Where am I? What do you think? Will I feel better after that? Tell me, how do you live when you feel hollow inside? What if I go? What if I drink until I forget? Where am I? Ok, vậy là chúng ta đã đi qua ba cái confession trong số Radio BA6 ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn vì đã gửi những cái câu chuyện về cho tụi mình. Và các bạn hãy nhớ đón xem chương trình Radio BA6 vào lúc 19:30 trên kênh Netlove thứ bảy hàng tuần và 20:00 trên kênh YouTube của BA6 chủ nhật nha. Bye bye mọi người. Bye.